Đám cưới đang cử hành, người đàn ông chui ra từ váy cưới của cô dâu khiến quan khách ngỡ ngàng. Sự vụ này xảy ra tại một đám cưới diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng vào ngày 6 tháng 6 ở Philippines. Đoạn clip được đăng tải bởi người làm việc cho công ty tổ chức sự kiện và áo cưới. Trước đó, Lunesa đã tiếp nhận nhiệm vụ lên kế hoạch đám cưới cho cặp đôi cô dâu chú rể. Thế nhưng, để đôi tân lang, tân nương được bước lên sân khấu một cách an toàn và thực hiện các nghi thức lễ cưới, thì công lao của Lunesa không hề nhỏ. Có thể thấy trong đoạn clip, cô dâu khoác lên người một chiếc đầm cưới màu kem, tuyệt đẹp nhưng có phần rườm rà, khiến cô dâu gặp nhiều khó khăn để di chuyển. Trong quá trình đó, chú rể ở bên cạnh đã phải luôn giúp đỡ để vợ mình bước về phía trước. Anh thậm chí còn phải cầm phụ đầm cưới cho cô dâu. Lúc đến gần với bục sân khấu, một người đàn ông đột ngột chui từ dưới đầm cô dâu ra, gia nhập đám đông bên phải khiến quan khách có phần hơi bối rối, không hiểu chuyện gì trước mắt, còn cô dâu chú rể thì vẫn bình tĩnh bước lên sân khấu như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông đó không ai khác chính là Lunesa. Anh cho biết đó chính xác là những gì đã xảy ra. Lý do tôi phải chui dưới đầm cô dâu để giữ nó lại là để tránh cơn gió mạnh, khi đó có thể khiến trang phục bị thổi tóc lên. Lunesa nói thêm rằng sau khi nhận thấy cô dâu gặp khó khăn trong việc di chuyển, anh đã đề xuất ra ý tưởng này. Thực tế thì cô dâu còn mặc bộ trang phục khác bên trong trước khi khoác chiếc đầm cưới bên ngoài, nên việc Lunesa chui bên dưới để hỗ trợ cô dâu di chuyển cũng giảm bớt đi nhiều phần nhạy cảm. Vào đầu năm nay, đám cưới của cặp đôi khác cũng bị chệch với kế hoạch ban đầu, nhưng cô dâu vẫn kết thúc nó một cách êm đẹp bằng cách cưới luôn một người khách đến dự. Cô dâu được biết đến với tên gọi là Saihu. Ban đầu lên kế hoạch kết hôn với Navin, đám cưới của họ diễn ra cùng ngày với hôn lễ của anh trai Navin, nên gia đình hai bên dự định tổ chức liền tù tì trong ngày. Đó là Chủ nhật ngày 3 tháng 1, trước đó một ngày. Saihu và Navin đã đến dự một sự kiện tiền đám cưới, bao gồm các hoạt động như chụp ảnh và nhận lời chúc phúc từ khách mời. Khi ngày cưới đến, chú rể Navin đột ngột biến mất không dấu vết. Truyền thông cho rằng anh ta đã bỏ trốn cùng cô bạn gái của mình. Tờ Bengal Mail thì đưa tin bạn gái Navin đã đe dọa sẽ đến phá đám cưới của anh chàng bằng cách uống nước chứa thuốc độc trước mặt mọi người, nên Navin không còn cách nào khác là bỏ trốn. Sau khi lễ cưới của anh trai Navin diễn ra, mọi người vẫn đang hoang mang không biết liệu đám cưới tiếp theo có diễn ra như dự tính hay không, thì một vị khách tham dự đã ra tay cứu nguy cho Saihu. Anh tình nguyện trở thành chú rể thay thế cùng với cô dâu hoàn thành hôn lễ rồi về chung một nhà. Ý tưởng này được Saihu và gia đình cô đồng ý, và thế là mọi thứ vẫn được diễn ra theo kế hoạch, chỉ khác mỗi danh tính chú rể mà thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.